Chào các bạn. Trong bài học này, mình xin giới thiệu với các bạn cách làm việc linh hoạt với file và tạo phím tắt. Đầu tiên, đó là cách mở file mới và file có sẵn. Để mở file mới, các bạn có thể vào file, chọn New hoặc nhấn phím tắt là Ctrl N. Trong bảng option của New File, thì chúng ta có thể thiết lập một số các cái thông tin chính. Nên tên file chúng ta có thể thiết lập bây giờ hoặc khi nào chúng ta lưu file chúng ta mới đặt tên file cũng được. Cái document thì chúng ta có thể thiết lập hoặc là để mặc định là custom. Tiếp theo cái phần chiều rộng và chiều cao của file thì chúng ta phải đổi đơn vị tính trước khi thiết lập chiều rộng hay chiều cao. Giả sử bây giờ chúng ta thiết kế một cái phong bì thư, chúng ta thiết lập đơn vị tính là cm và chúng ta sẽ đặt cái chiều rộng và chiều cao ở đây. Chúng ta giả sử cái phong bì thư đấy để chúng ta đưa vừa một tờ giấy A4 gấp 3 vào thoải mái thì chúng ta đặt chiều rộng là 24 cm chẳng hạn, chiều cao là 14 cm. Độ phân giải thì chúng ta để độ phân giải là 300. Trong cái độ phân giải thì thể hiện cái độ nét của ảnh. Nếu một cái file chúng ta thiết kế là banner hay poster hay gì đó để đăng lên Facebook hoặc web gì đấy thì chúng ta để độ phân giải là 72. Trong trường hợp cái file đó chúng ta để in thì chúng ta để độ phân giải là 300. Với điều kiện chúng ta in một file nhỏ nhỏ in offset chẳng hạn để 300. Thì đơn vị tính của độ phân giải thì chúng ta nhớ là để pixel trên inch. Bởi vì pixel trên cm nó sẽ rất là lớn, chẳng hạn chúng ta nhầm để pixel trong cm thì cái file của chúng ta sẽ rất là nặng. Vì vậy chúng ta sẽ mặc định đơn vị tính là pixel trên inch. Color mode thì là cái chế độ hòa trộn màu. Trong cái chế độ hòa trộn màu này chúng ta quan tâm đến hai chế độ chính. Ở đây có rất nhiều chế độ, ví dụ ở chế độ bitmap, grayscale, đen trắng, RGB là chế độ màu hiển thị và CMYK là chế độ màu in ấn, nát là chế độ màu nát. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến hai chế độ chính, đó là RGB hoặc CMYK. RGB là chế độ màu hiển thị, tức là chúng ta hiển thị trên web bằng phim gì đó, hoặc chế độ CMYK là chế độ màu in ấn. Tuy nhiên ở trong Photoshop thì hai cái chế độ này chúng ta nếu có nhầm lẫn một chút mang đi in ấn cũng không bị ảnh hưởng lớn như là với phần mềm Illustrator hay là Corel. Thì chúng ta cứ tạm để là RGB. Sau này chúng ta muốn thay đổi thì khi chúng ta lưu file chúng ta thay đổi vẫn được. Và mặc định là 8 bit. Cái background content thì đó là chế độ màu nền của trang giấy. Màu nền trong giấy của chúng ta có một số các cái mặc định sẵn, đó là để chế độ màu trắng, màu đen, màu của background hay là màu trong suốt, hay là chúng ta có thể lựa chọn khác. Thường thì ở đây chúng ta để chế độ là màu trắng. Màu trắng hay màu đen thì chúng ta biết rồi, còn cái chế độ cái background color tức là cái chế độ màu ở đây, cái thanh tool của chúng ta có hai cái ô màu. Ô trên nó là màu foreground và ô dưới là màu background. Mình tắt tạm đây để các bạn nhìn thấy. Thì chúng ta di chuột vào cái ô màu trên thì xuất hiện chữ foreground, tức là màu foreground, hay còn gọi là màu tiền cảnh. Di chuột xuống phía dưới, ô màu dưới xuất hiện chữ background. Vậy cái background chúng ta đang để màu gì? Thì trong phần file mới, chúng ta nếu chọn background color thì chúng ta sẽ được cái màu background chính là cái màu đang hiển thị ở đây. Ta ví dụ. Đấy. Còn bình thường khi chúng ta làm, chúng ta thường không nên quan tâm quá đến các vấn đề background này, bởi vì trong Photoshop rất đơn giản để đổi một màu background trong quá trình thiết kế. Thì chúng ta cứ để mặc định là màu trắng đi. Các thiết lập phía dưới này, chúng ta không cần phải thiết lập gì nữa, chúng ta thiết lập phần trên những vấn đề chính là ok rồi. Do đó chúng ta ok, chúng ta sẽ được một cái file mới có kích thước là 24 x 14 cm với độ phân giải là 300 pixel chẳng hạn.
Tiếp theo sang phần mở file có sẵn. Để mở file có sẵn thì chúng ta vào file chọn Open hoặc phím tắt là Ctrl O. Trong file có sẵn này thì chúng ta có thể mở được rất nhiều các định dạng. Ví dụ như định dạng JPEG, định dạng JPEG, định dạng BNG, thậm chí là định dạng AI, tức là cái file gốc của Illustrator, hoặc EVS, PDF. Trong Photoshop chúng ta rất là mở rộng trong các vấn đề là mở các cái file có định dạng khác nhau. Phần tiếp theo đó là phần lưu và xuất file với các mục đích khác nhau. Giả sử chúng ta vừa làm việc xong một cái file thiết kế, chúng ta cần lưu file thì chúng ta vào file chọn save as. Trong phần lưu file chọn save as này thì chúng ta có thể lựa chọn đây, vừa rồi chúng ta phần mở file mới chúng ta chưa đặt tên thì bây giờ chúng ta có thể đặt cũng được. Ví dụ chúng ta đặt cái tên file là Hướng Dương. Ok, cái phần định dạng file thì chúng ta có hai cái lưu ý chính, đó là chúng ta lưu một cái file mà đang chỉnh sửa và muốn chỉnh sửa tiếp thì chúng ta lưu định dạng là BSD, tức là định dạng gốc của Photoshop. Với định dạng BSD chúng ta có thể lưu giữ được tất cả các layer chúng ta làm việc ở đây. Cái định dạng thứ hai đó là định dạng JPEG. Trong định dạng JPEG này thì chúng ta chọn Save As, thì trong quá trình lưu sẽ có thêm một lựa chọn đó là Quality, chế độ tốt nhất. Chế độ tốt nhất nếu chúng ta định in thì chúng ta có thể để mức cao nhất đó là 12 maximum. Ok. Đó là lưu file. Còn một số các cái định dạng khác thì sau này quá trình làm việc các bạn có gì cần hỏi thêm những cái định dạng khác thì có thể hỏi mình trả lời sâu hơn. Lưu tiếp theo đó là chúng ta xuất một cái file lên web chẳng hạn thì chúng ta vào file và chúng ta chọn export. Tiếp theo chúng ta chọn lệnh save for web, phím tắt của nó là Ctrl and Shift. Khi mà chúng ta chọn Save for Web thì sẽ xuất hiện lên một cái bảng để chúng ta có thể tối ưu được ảnh tốt nhất và nhẹ nhất có thể. Trên này chúng ta đó là cách hiện lên những cái file ảnh trước và sau khi nén thôi ạ. Ở đây chúng ta có các lựa chọn file, đó là chúng ta lựa chọn cách lưu file, lưu RIP, lưu JPEG, PNG hay PNG24. Ở đây mình lưu ý một vài cái cách lưu, đó là với một cái file ảnh mà chúng ta đa dạng màu sắc thì chúng ta có thể lưu JPEG, bởi vì JPEG của chúng ta chứa 16 triệu màu thì file ảnh JPEG thì nó sẽ đẹp. Với một file bạn ảnh ví dụ như logo gì đó nó không nhiều màu sắc như là file ảnh chụp, chúng ta có thể lưu định dạng RIP. Trong quá trình lưu cũng cho phép chúng ta lựa chọn mức tốt nhất hay vừa phải ở đây. Bởi vì GIF chỉ có 256 màu thôi. Chúng ta lựa chọn GIF để cho file nhẹ hơn mà vẫn đọc được cái số màu trong ảnh. Hoặc chúng ta có thể chọn PNG24. PNG24 thường để ưu tiên trong vấn đề là xuất lên web hoặc làm giao diện gì đó thì chúng ta có thể xuất PNG24, bởi vì bản chất cái hệ màu này rất là trong trẻo. Khi mà chúng ta xuất như thế này thì dù một cái định dạng nào đó thì cũng có thể lựa chọn thêm ở cái phần tối ưu ở đây. Ở đây chúng ta thấy ở phía trên này là mức độ ảnh sẽ tốt hơn ở phía dưới nhưng dung lượng sẽ nặng hơn ở phía dưới. Đây, ảnh dưới thì sẽ nhẹ hơn và trên sẽ nặng hơn. Nếu như các bạn nhìn cái ảnh dưới mà chúng ta thấy có thể chấp nhận được mà dung lượng lại nhẹ thì chúng có thể lựa chọn cái dưới và chọn save. Hoặc có thể muốn tối ưu tiếp thì chúng ta có thể chọn for up, tức là
nén thêm được. Thì ở đây chúng ta thấy là đầu tiên là chưa nén này, nén một chút này, nén nhiều hơn và nén nhiều hơn nữa. Thì chúng ta nhìn, chúng ta kéo xuống và xem cái file ảnh của chúng ta với cái mức độ nén như thế này mà vẫn rất là trong trẻo, vẫn chấp nhận được. Một file này nhẹ hơn thì chúng ta nhấp sang cái màn hình mà chúng ta thấy ảnh ok nhất mà dung lượng cũng nhẹ, thì chúng ta chọn đây. Bởi vì khi mà xuất lên web ý, thì bao giờ cũng ưu tiên trước về dung lượng, sau mới đến là độ sắc nét của ảnh. Thì chúng ta phải ưu tiên là dung lượng thấp mà ảnh có thể vẫn chấp nhận được, thì chúng ta sẽ ok cái phương án đó. Khi chấp nhận phương án này rồi thì chúng ta chọn save. Khi chọn save thì trong cái phần format xuất hiện thêm là chúng ta có thể lựa chọn cách đi hai bảng, một bảng HTML và một file là ảnh. Thì chúng ta nếu mà file ảnh không thì chúng ta có thể chọn là image only, tức là chỉ lưu một cái file ảnh đấy thôi và không cần lưu thêm một cái file HTML nữa. Ok. Và chúng ta lưu. Phần tiếp theo đó là tạo phím tắt cho menu và tool. Để tạo phím tắt thì chúng ta vào lệnh Edit và chọn Keyboard Shortcut. Trong phần Shortcut For này, chúng ta sẽ lựa chọn cái thanh menu để tạo phím tắt hay là thanh tool để tạo phím tắt. Ở đây có Application, tức là cái thanh menu phía trên này. Với Application menu thì chúng ta có các cái menu ví dụ như File, Edit, Image gì đấy. Chúng ta thử mở ra và chúng ta hay sử dụng đến menu nào đó thì chúng ta có thể tạo phím tắt cho nó. Chúng ta thử với file thì file có rất là nhiều phím tắt rồi. Bây giờ ta thử sang edit. Edit cũng có nhiều phím tắt rồi. Image đi. Image có vẻ ít sử dụng nên ít phím tắt. Bây giờ giả sử ta tạo phím tắt cho một cái lệnh bitmap đi. Grayscale đi. Tức là biến file ảnh thành đen trắng bằng phím tắt chứ không phải vào lệnh em image rồi mới chọn grayscale. Bây giờ ta sẽ tạo phím tắt cho cái grayscale này. Ta thử một phím tắt nào đó xem đã trùng chưa, bằng cách ta nhấn luôn phím tắt đó trên bàn phím. Ta nhấn Ctrl Shift E chẳng hạn. Ồ không được, trùng với một lệnh khác rồi. Bây giờ chúng ta nhấn thử phím khác xem có được không nhé. Ctrl Shift 1 đi. Ok, may quá. Không đụng chạm đến phím tắt nào khác. Nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta chọn Accept, sau đó chọn Ok. Bây giờ ta thử ở ngoài nhé. Ta không vào Image và chọn Grayscale nữa. Ở Image chọn Mode mới chọn Grayscale. Thì bây giờ chúng ta chọn Ctrl Shift 1. Cái phím chúng ta vừa tạo đó, đã ra rồi. Bây giờ chúng sẽ xuất hiện một cái bảng như bình thường, đó là chúng ta có đồng ý biến cái ảnh màu này thành ảnh đen trắng hay không. Chúng ta chọn Discard. Đấy, đã biến ảnh thành đen trắng. Ok. Bây giờ chúng ta thử sang một cái phím tắt khác. Sang phím tắt của các cửa sổ hỗ trợ, đó là Panel Menu. Thì trong cái các cái bảng hỗ trợ này, ví dụ như đây, cái bảng hỗ trợ bên này, ta thử tạo phím tắt cho New Action đi. New action tức là cái lệnh mà new lại tất cả những cái thao tác mà chúng ta làm việc. Cái này thì chắc là ngay bài đầu thì các bạn cũng chưa hiểu đâu. Sau này phần cuối bài chúng ta mới được học về cái lệnh action. Bây giờ ta ví dụ tạo phím tắt cho nó nhé. Ta lại thử tiếp. Ta nhấn Ctrl Shift Y dài đi. Ồ không được. Đang chạm đến một cái phím tắt của một lệnh khác. Ctrl Shift 9 cũng không được. Alt F1 đi. May quá được rồi. Không trùng đến phím tắt nào khác. Nếu ta đồng ý Alt F1 thì ta nhấn Accept và ta chọn OK. Xong rồi, bây giờ ta thử cái action đó nhé. Action đó thì thường thì nằm trong Windows và đây action nó là một cái lệnh nằm ở bên trong cái bảng action này, đó là new action này, phím tắt mà chúng ta vừa đặt đó là Alt F1. Bây giờ chúng ta muốn gọi
cái lệnh tắt chúng ta vừa đặt ra chúng ta chỉ nhấn Alt F1. Ok, ra rồi, ra cái bảng new action rồi. Và chúng ta thiết lập gì đó rồi. Ok là xong. Chọn G-code là xong, tức là bắt đầu lưu. Cái này thì đến khi nào học đến cái phần action mình sẽ hướng dẫn kỹ. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo action bằng phím tắt thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thử một cái phím tắt cho Thanh Tool đi. Tool là các cái công cụ ở đây. Bây giờ hầu hết như là các công cụ đều có phím tắt. Chỉ một số các công cụ ít sử dụng đến mới không có phím tắt thôi. Giả sử như là Signal Row, tức là cái công cụ mà tạo một dòng kẻ có chiều cao bằng một pixel. Chúng ta thử đặt phím tắt cho nó. À, giả sử là K đi. Ồ, may quá, đặt một cái được luôn. Không bị trùng với một phím tắt nào khác. Ta accept đi. Bây giờ ta nhấn thử nhá. K. Ok, ra rồi. Ra cái công cụ chúng ta định gọi rồi. Đấy, ta chỉ nhấp một cái. Nó ra luôn cái công cụ đó. Vậy bài học hôm nay của chúng ta đã làm việc với 3 vấn đề chính. Thứ nhất là mở file mới và file có sẵn, lưu và xuất file, tạo phím tắt. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.